Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Chào mừng các em đã quay trở lại với môn đạo đức 2. Hôm nay, cô cùng các em sẽ tiếp tục tìm hiểu về chủ đề bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình. Ở bài học số 8, chúng ta đã đi tìm hiểu về việc bảo quản đồ dùng cá nhân. Vậy, bảo quản đồ dùng gia đình thế nào và bảo quản đồ dùng gia đình có giống như việc bảo quản đồ dùng cá nhân hay không? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài ngày hôm nay. Bài số 9. Bài 9. Bảo quản đồ dùng gia đình. Để hiểu rõ hơn về bài, chúng ta sẽ đi vào phần 1, đó là phần khởi động. Trong phần khởi động, chúng ta có trò chơi thi kể tên đồ dùng gia đình. Chúng ta hãy dừng video và nhìn xung quanh nhà của chúng ta xem có những đồ dùng gì. Ví dụ hai bạn nhỏ này đã nêu ra một ví dụ, đó là giường, đó là ghế. Vậy, theo em, còn đồ gì khác nữa không? Sau khi các em quan sát nhà và ghi những đồ dùng gia đình vào trong một tờ giấy, chúng ta sẽ quay trở lại đây và xem cô có những đồ dùng gia đình gì nhé. Số 1, cô có một chiếc đèn pin, bàn lá, hai bộ nồi niêu xoong chảo, hay chiếc quạt, lò vi sóng, hay là kệ để đồ dùng trong nhà tắm. Tiếp theo, cô có những vật dụng như đồ dùng thông minh, máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, nồi cơm hay bộ nồi xay sinh tố, nước ép hoa quả, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là cô có một số vật dụng ở trong bồn rửa bát, bồn rửa rau. Ví dụ như thớt nhựa, dao hay là đúng rồi, những chiếc rổ, chiếc giá để đựng cọ, đựng dầu rửa bát. Chính xác, các bạn giỏi lắm. Vậy, theo em, những đồ dùng đó được làm bằng gì? Cô vừa mới hỏi các em là gia đình các em có những đồ dùng gì? Vậy, những đồ dùng đó được làm bằng gì? Để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ đi vào phần 2, đó là phần khám phá. Ở trong phần khám phá, chúng ta sẽ đi tìm hiểu 4 mục, đó là quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Mục B, tìm hiểu một số việc cần làm. Mục C, trao đổi. Và mục D là phần thảo luận. Đi vào phần A, quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Để trả lời câu hỏi mà đề bài yêu cầu, thì chúng ta hãy nêu nội dung của bức tranh này. Bạn nhỏ đang xem hoạt hình và dẫm lên chiếc ghế sofa. Đồ dùng ở trong gia đình thì bị đổ nghiêng và vứt bừa bộn, đúng không? Vậy chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi số 1. Có những đồ dùng nào trong căn phòng? Các em hãy đối chiếu với bức tranh bên cạnh và trả lời câu hỏi. Trong căn phòng có tivi, bàn ghế, lọ hoa, đồ chơi, cốc nước hay là nhìn trên tường thì có bức tranh treo tường, đúng không? Vậy, đồ dùng đó được bảo quản như thế nào? Vừa chúng ta đã nêu nội dung của bức tranh và bức tranh này thì có nội dung là đồ dùng vứt bừa bãi, không được ngăn nắp ở trên nhà. Vậy, nội dung đó thể hiện điều gì? Thể hiện một điều là đồ dùng chưa được sắp xếp, bảo quản và giữ gìn cẩn thận. Và những đồ dùng nào đã không được giữ gìn, bảo quản đúng cách, cẩn thận? Hãy nhìn vào bức tranh một lần nữa và nhìn. Bạn nhỏ đang nhảy rất nhiều lần trên ghế sofa. Tiếp theo, bình hoa và cốc nước bị đổ nghiêng, đổ dọc. Tiếp theo, những chiếc gối này bị vất khỏi ghế sofa hay là chiếc ghế không được kê gọn gàng. Đồ chơi thì vất bừa trên sàn, đúng không ạ? Đúng rồi. Những đồ dùng không được bảo quản đúng cách như là lọ hoa, cốc nước hay ghế ngồi hay là một chiếc gối.
Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu. Ở phần tìm hiểu này cô có 3 bức tranh. 3 bức tranh tương đương với 3 nội dung. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung của các bức tranh, chúng ta sẽ đi phân tích hành động của các bạn trong tranh. Hành động số 1 là bạn nhỏ đang lau chùi tủ lạnh đúng không? Số 2, bạn nhỏ đang kê ghế gọn vào. Và số 3, bạn nhỏ đang tắt chiếc quạt đi. Vậy, nội dung của các bức tranh này là gì? Chúng ta hãy nối với nhau sao cho phù hợp nhé. Và đây là kết quả của cô. Tắt quạt khi không sử dụng, cô nối với bức tranh số 3. Lau dọn tủ lạnh thường xuyên, cô nối với bức tranh số 1. Và sắp xếp bàn ghế gọn gàng, cô nối với bức tranh số 2. Và đây cũng là những việc làm mà bảo quản đồ dùng gia đình. Vậy, cô mong rằng sau khi học xong phần tìm hiểu, chúng ta sẽ biết rằng những việc nào là việc nên làm để bảo quản đồ dùng gia đình, những việc nào là việc không nên làm để bảo quản đồ dùng gia đình. Các bạn hiểu không? Và ở đây cô có câu hỏi nhỏ, ở nhà em thường làm gì để bảo quản đồ dùng gia đình? Có phải chúng ta cũng thường xuyên lau dọn tủ lạnh hay là kê gọn bàn ghế không? À, ở đây cô có những nội dung sau. Ví dụ như chúng ta phụ mẹ lau chùi bàn ghế, gấp quần áo cất gọn vào trong tủ đựng quần áo hay là tắt điện khi không còn dùng nữa. Những việc làm này sẽ giúp cho đồ dùng gia đình bảo quản hơn và sạch sẽ, gọn gàng hơn. Sẽ không bị bừa bãi, không bị vứt tung tóe như bạn ở trong bức tranh phần A là phần trả lời câu hỏi, đúng không ạ? Đến với phần C. Ở phần C, chúng ta sẽ tìm hiểu lợi ích của việc bảo quản đồ dùng gia đình và việc không bảo quản đồ dùng gia đình dẫn đến lợi ích gì. Phần A. Việc bảo quản đồ dùng gia đình đem lại lợi ích gì? Vậy theo em, chúng ta lau chùi bàn ghế, lau chùi tủ lạnh thường xuyên hay là gấp gọn quần áo thì điều gì sẽ xảy ra? À, giúp cho đồ dùng trong nhà được lâu hơn, bền hơn và tiết kiệm được tiền của mua đồ dùng mới, đúng không ạ? Cũng giống như bảo quản đồ dùng cá nhân, khi chúng ta biết lau chùi đồ dùng cá nhân, làm sạch đồ dùng cá nhân, thì đồ dùng cá nhân sẽ không bị hỏng hóc và sẽ tiết kiệm được tiền của bố mẹ, không làm bố mẹ buồn lòng. Vậy ngược lại thì sao? Không bảo quản đồ dùng gia đình dẫn đến điều gì? À, ngược lại thì nó sẽ nhanh bị hỏng, bị cũ và nhìn không được đẹp mắt. Các bạn đồng ý không? Phải, đúng rồi, các bạn đồng ý. Bởi vì hãy so sánh với bức tranh ở phần A, đó là phần đọc tranh và trả lời câu hỏi, với phần B là phần tìm hiểu. Các bạn thấy rằng hai bức tranh tương đương đã đảo nghịch với nhau, đúng không? Một bức tranh thì những đồ dùng vẫn lăn lộn, một bức tranh thì các bạn lau chùi, đúng rồi, làm sạch đồ dùng. Vậy theo em, cách bảo quản đồ dùng gia đình như thế nào sao cho đúng cách? Đồ dùng gia đình của chúng ta có thể được làm bằng rất nhiều đồ, ví dụ như đồ gỗ, đồ nhựa, đồ vải hay đồ gốm sứ. Vậy bảo quản như thế nào sao cho đúng cách? Và ở đây cô có sơ đồ tư duy. Ở phần sơ đồ tư duy, thì cô sẽ vẽ bảo quản đồ dùng gia đình bằng đồ nhựa. Vậy, cách bảo quản bằng đồ nhựa như thế nào? Đầu tiên là chúng ta sử dụng đúng cách. Đối với đồ nhựa thì chúng ta sẽ không được sử dụng nước nóng. Vì như vậy sẽ làm đồ nhựa nhanh bị hỏng và bị sun vào, đúng không? Bị sun nhựa vào đó, thì làm như vậy sẽ không được đẹp mắt. Cái thứ hai là chúng ta đánh dấu vào đồ dùng. Việc đánh dấu vào đồ dùng sẽ giúp đồ dùng được sử dụng đúng mục đích, đúng cách và
làm cho việc tìm kiếm đồ dùng đó được nhanh gọn hơn. Số 3 đó là vệ sinh sạch sẽ thường xuyên. Việc vệ sinh đồ nhựa sạch sẽ giúp cho đồ nhựa luôn được mới và sẽ không có những bụi bẩn, không có những vết rêu bám ở trên thành nhựa. Và cái cuối cùng là chúng ta hãy cất gọn gàng, không vứt bừa bãi. Đồ nhựa là một đồ dễ vỡ, vì vậy khi chúng ta quăng quật thì đồ nhựa sẽ, đúng rồi, sẽ bị vỡ ra. Và ở đây cô có những cách sử dụng chung đối với các đồ, đó là chúng ta phải sử dụng đúng cách, vệ sinh sạch sẽ, cất vào đúng vị trí hay đánh dấu vào đồ dùng để tránh bị thất lạc, không quăng quật đồ dùng. Đúng không ạ? Chúng ta hãy nhìn vào cái số 5, đó là không quăng quật đồ dùng. Đối với đồ gốm sứ, đồ nhựa thì chúng ta sẽ không được quăng quật vì đó là đồ dễ vỡ. Đặc biệt là đồ gốm sứ, khi vỡ ra thì những mảnh sành sẽ làm đứt tay của chúng ta, đúng không ạ? Và đồ kim loại thì chúng ta phải cất vào đúng vị trí, sẽ không được vứt bừa bãi vì đó là vật sắc gây ra chảy máu và tổn thương đến da của chúng ta. Và để củng cố bài học, cô và các em sẽ đi vào phần luyện tập. Ở phần luyện tập, chúng ta sẽ có bài số 1, đó là bài Em có đồng tình hay không đồng tình? Và cô có những phương án sau, đó là mở cửa tủ lạnh đứng cho mát, tắt tivi khi không sử dụng, thả giấy, rác vào bồn vệ sinh, vẽ lên giường, tủ, rửa và cất gọn cốc sau khi sử dụng. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích các hành động trên. Mở cửa tủ lạnh đứng cho mát. Khi chúng ta mở cửa tủ lạnh thì sẽ có một luồng không khí mát chạy ra, đúng không? Thì sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy mát và thoải mái người. Nhưng việc mở cửa tủ lạnh sẽ dẫn đến tốn tiền điện và về lâu dài sẽ dẫn đến việc hỏng tủ lạnh. Chính xác. B. Tắt tivi khi không sử dụng. Chúng ta phải tắt tivi khi không sử dụng đồng thời với việc tắt điện khi không sử dụng. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng khi chúng ta chạy bộ cả một ngày trời ròng rã mà không được nghỉ ngơi thì chúng ta sẽ bị kiệt sức và bị mệt mỏi. Thì tivi cũng vậy, khi tivi bật cả ngày mà không được nghỉ ngơi thì tivi sẽ nhanh hỏng hơn và sẽ bị dễ cháy tivi. Số 3, thả giấy, rác vào bồn vệ sinh. Làm như vậy thì bồn vệ sinh sẽ tắc và không thể chảy xuống ống cống, đúng không? Việc gây tắc bí thì sẽ làm mất vệ sinh và mất thẩm mỹ. Số 4, vẽ lên giường, tủ. Vẽ thì chúng ta phải vẽ vào giấy A4, vẽ vào vở vẽ. Việc vẽ lên giường, tủ là việc sai trái, làm cho giường tủ nhanh bị hỏng và cũ hơn, về lâu về dài thì trông mất thẩm mỹ. Số E đó là rửa cất gọn cốc sau khi sử dụng. Việc làm này thì làm cho cốc được mới hơn và được bảo quản một cách đúng cách hơn. Vậy, theo em đồng tình với những ý kiến nào? Để làm bài này thì chúng ta hãy chia ra làm hai cột. Một cột là đồng tình, một cột là không đồng tình. Vậy em đồng tình với những hành động nào? À, đó là tắt tivi khi không sử dụng và rửa cất gọn cốc sau khi sử dụng. Còn ngược lại, chúng ta không đồng tình với việc mở cửa tủ lạnh đứng cho mát, thả giấy rác vào bồn vệ sinh hay là vẽ lên giường, lên tủ. Đúng không? Vậy thông qua bài 1 thì cô mong rằng chúng ta hãy ghi nhớ, ghi tâm, nhớ những việc mà chúng ta nên làm, những việc mà chúng ta không nên làm. Và cô có câu hỏi nhỏ, em có những hành động nào hay việc làm nào trong những việc làm trên? Chúng ta đã bao giờ mở tủ lạnh không? Chúng ta đã bao giờ vẽ bậy lên giường, lên tủ, thậm chí là lên tường nhà không?
Vậy, đã bao giờ chúng ta rửa và cất gọn những đồ dùng sau khi chúng ta sử dụng xong chưa? À, cô mong rằng chúng ta phải luôn nhớ rằng bảo quản đồ dùng gia đình sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được tiền của, sẽ giúp cho đồ dùng luôn được mới và được đẹp hơn. Và chúng ta hãy ghi nhớ những điều sau. Tắt điện, tắt tivi, tắt những thiết bị bằng điện khi không sử dụng, hay là rửa và cất gọn những đồ dùng sau khi chúng ta sử dụng. Ok không? Nhất trí, các bạn đồng ý nhé. Đến với bài số 2, đó là bài tập xử lý tình huống. Ở bài tập xử lý tình huống thì chúng ta sẽ đi vào tình huống số 1. Đây là cuộc trò chuyện giữa hai bố con. Người bố: con lau bàn ăn cho sạch nhé. Vậy theo em, bạn nhỏ trong tranh phải làm gì? Em hãy nhìn đi, trên bàn đang có một vũng nước đúng không? Vậy theo em, thì chúng ta phải xử lý ra sao với vũng nước đó? À, hãy lau bàn bằng khăn ướt có xịt nước lau kính và sau đó lau sạch bằng khăn khô. Việc như vậy thì làm cho chiếc bàn sẽ nhanh sạch và nhìn đẹp hơn. Đến với tình huống số 2 là cuộc trò chuyện giữa hai anh em. Người em: anh ơi, mình chơi đá bóng ở đây nhé. Chúng ta hãy quan sát trong căn phòng là có tủ đựng đồ, có chậu hoa, hay nó có bàn để cốc nước. Vậy theo em, người anh nên làm gì? Nên từ chối ý kiến của em hay là chơi cùng em? À, sẽ từ chối và khuyên em không chơi đá bóng trong nhà vì không gian trong nhà hẹp, đá bóng có thể gây đổ vỡ đồ dùng, đúng không ạ? Gây đổ vỡ đồ dùng, khi chiếc cốc kia mà rơi xuống thì sẽ bị vỡ, nước sẽ tràn lên nhà, hay là mảnh sành sẽ đâm vào người và gây chảy máu, đúng không? Vậy, thông qua hai tình huống thì chúng ta nhận ra rằng xử lý một cái gì đó, chúng ta phải nhìn cả bao quát. Để muốn làm gì đó trong căn phòng thì chúng ta phải nhìn bao quát cả trong căn phòng, xem địa điểm đó, nơi ở đó có phù hợp cho chúng ta làm những việc đó hay không. Nếu không thì chúng ta không được làm. Nếu có thì chúng ta phải làm, nhưng làm một cách phù hợp, làm một cách thông minh, đúng không? Chính xác. Và đến với bài tập về nhà, cô có một bài tập nho nhỏ cho chúng ta. Cùng người thân lau dọn, sắp xếp lại các đồ dùng trong nhà. Các bạn nên nhớ, lau dọn, sắp xếp lại đồ dùng trong nhà, tức là chúng ta đang làm mới lại ngôi nhà của mình, làm đẹp lại căn nhà của mình. Việc chúng ta được sống trong căn nhà, trong ngôi nhà đẹp đẽ, sáng sủa, sạch sẽ thì giúp cho chúng ta được thoải mái hơn và không khí trong lành đảm bảo đến sức khỏe của chúng ta. Sau khi học xong bài này, chúng ta có lời khuyên nho nhỏ: muốn dùng đồ dùng gia đình, muốn đẹp bền lâu, hãy nhắc nhở nhau giữ gìn bảo quản, sắp xếp đồ dùng trong gia đình, làm mới làm đẹp lại căn phòng của mình, làm mới làm đẹp lại căn nhà của mình. Vậy ở trong chủ đề này, chúng ta đã đi tìm hiểu bảo quản đồ dùng cá nhân và bảo quản đồ dùng gia đình. Thông qua chủ đề này, cô mong rằng các em biết cách để bảo quản đồ dùng cá nhân sao cho phù hợp, biết cách để bảo quản đồ dùng gia đình sao cho đồ dùng gia đình luôn được mới mẻ và đồ dùng gia đình luôn được sạch sẽ, gọn gàng. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở bài học lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.